Chiều ngày 23 tháng 12, đoàn công tác của Ban dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Dương Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, trưởng Ban dân nguyện làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Người ở xóm Đèo Re, xã Phú Đình. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Đức Lực, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Trước anh linh của Người, các thành viên trong đoàn đã kính cẩn dâng hương, dâng hoa, tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Ghi sổ lưu niệm tại nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí trưởng ban dân nguyện viết: "Chúng con nguyện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, nguyện trung thành với lý tưởng của Đảng, của Bác Hồ, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh." Nhân dịp này, đoàn công tác đã trồng cây lưu niệm trong khuôn viên nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đã tặng 100 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách và hộ nghèo của huyện Định Hóa.